Từ Ordinary thì có rất nhiều những sản phẩm tốt với mức giá cực kỳ hợp lý mà mình đã review rất là nhiều rồi. Nhưng riêng cái sản phẩm Retinol đến từ nhà The Ordinary ấy là một sản phẩm mà mình cảm thấy không ưng ý cho lắm. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Ngày hôm nay là một cái video mà thực sự mình đã ấp ủ từ rất là lâu rồi. Để thực hiện cái video này thì mình đã phải trải qua một quá trình rất là dài để test thử những cái sản phẩm retinol. Nhắc đến retinol thì chắc chắn là mọi người không còn cảm thấy quá là xa lạ nữa. Đây là một hợp chất vitamin A với rất nhiều những công dụng cực kỳ thần thánh, có thể giải quyết được hầu hết tất cả mọi vấn đề trên da. Mình lấy ví dụ như là retinol có thể hỗ trợ trong quá trình điều trị mụn này, chống lão hóa này, căng bóng da này, giảm thâm nám ở trên da. Trong video lần trước khi mà mình có chia sẻ về cách mình sử dụng retinol thì mình cũng đã chia sẻ rất là đầy đủ và được rất nhiều bạn ủng hộ. Trước mặt mình hiện nay đang có 4 sản phẩm retinol đến từ nhà Polachoy, Obagi, Happy Skin và bên cạnh đó là The Ordinary. Đầu tiên thì mình sẽ review về một sản phẩm mà mình nghĩ rằng khoảng thời gian trước đây khi mà mọi người mới biết đến retinol ấy thì thông thường mọi người sẽ hay nhắc đến sản phẩm này, đó chính là sản phẩm Polachoy 1% Retinol Treatment. Đây là cái bao bì mới nha mọi người, còn ngày trước thì mình đã sử dụng hết sạch một cái chai 30ml, có cái bao bì cũ cũng màu tím. Cái sản phẩm này là sản phẩm retinol đầu tiên mà mình sử dụng. Và trong khoảng thời gian đầu tiên khi mà mình sử dụng retinol ấy thì cái nền da của mình không quá khô, bởi vì mình sử dụng trong mùa hè cho đến mùa thu nha mọi người. Cho nên cái nền da của mình là một cái nền da có khá nhiều mụn ẩn, sần sùi. Và bên cạnh đó mình có khá tàn nhang ở trên da. Để nói về cái sản phẩm bao bì mới này ấy, chỉ là người ta đổi cái bao bì sản phẩm. Còn về cái kết cấu sản phẩm và cái cảm giác khi sử dụng ở trên da thì mình thấy rằng nó giống y hệt. Sản phẩm Retinol 1% đến từ nhà Polachoy thì có giá là 1.950.000 với dung tích là 30ml. Sản phẩm này thì có bao bì nhỏ gọn và bên cạnh đó khi cầm ở trên tay thì mọi người sẽ thấy rằng làm bằng một chất lượng khá là cao cấp. Bên cạnh đó cái vòi pump của sản phẩm này cũng rất là mượt mà, giúp chúng ta có thể điều tiết được cái lượng retinol mà chúng ta muốn lấy ra rất là chính xác. Và cái bao bì của sản phẩm này nó cũng rất là kín, cho nên đảm bảo được cái việc là bảo quản được retinol không bị oxy hóa. Mình khá là thích cái bao bì của sản phẩm này, duy chỉ có một điều thôi, đó chính là với cái bao bì như thế này thì mọi người sẽ không theo dõi được ở phía bên trong cái sản phẩm này còn lại bao nhiêu ấy mọi người. Sản phẩm này có chất kem màu vàng tươi và khi xoa lên trên da mọi người sẽ thấy rằng cái chất kem này nó khá là đặc, có độ dưỡng ẩm cao. Khi xoa lên trên da thì sản phẩm này thấm không quá nhanh, nó sẽ để lại một cảm giác hơi bóng, hơi dính ở trên da. Nếu như cái sản phẩm này mà mix cùng với cả kem dưỡng ẩm ấy thì khi bôi ở trên da phải công nhận là nó hơi nặng mặt thật. Cho nên khi sử dụng cái sản phẩm này vào mùa đông thì mình cảm thấy hơi thích, nhưng mà nếu như trong mùa hè thì mình nghĩ rằng là mọi người nên dùng trần cái sản phẩm này hoặc là tiết chế cái lượng kem dưỡng ẩm để tránh cho cái việc là làm cái da mặt của chúng ta bị quá nặng. Trong 2 tuần đầu tiên khi mình sử dụng sản phẩm này là mình sử dụng trần ở trên da. Trong 2 tuần đó khi mà mình sử dụng ấy, mình cảm thấy rằng cái làn da của mình nó căng mọng lên một cách rất là nhanh chóng. Nhưng sang đến tuần thứ 3 ấy thì cái hiện tượng bong tróc ở trên da nó đã xuất hiện. Mình thấy rằng những cái điểm như là ở khu vực mũi, xung quanh hai bên miệng của mình nó đã hơi bong tróc ra. Nhìn xa thì không thấy, nhưng mà nếu nhìn gần lại sẽ thấy rằng cái phần bong tróc ở xung quanh miệng này, nếu như mọi người bôi kem chống nắng lên, nó đọng cái vẩy kem chống nắng lên ấy, thì nhìn nó hơi mất thẩm mỹ một chút xíu. Đến tuần thứ 4 thì mặt mình bắt đầu đẩy mụn lên rất là nhiều. Phải nói thật với mọi người là trong cái khoảng thời gian đấy, ở trên trán của mình ấy có khá nhiều mụn ẩn, cho nên cái phần trán của mình ấy nó đẩy rất nhiều mụn ẩn luôn, đến mức mà mình phải mua cái máy mưa giả về để đeo mỗi lần đi làm sự kiện ấy mọi người. Phải bịt cái trán nó vào như vậy. Kết thúc tháng thứ nhất ấy thì mình thấy rằng cái phần da ở phía dưới gương mặt của mình ấy thì phải nói thật của mọi người, nó căng mịn lên trông rất là đẹp, mặc dù nó có đầy mụn. Nhưng mà cái phần ở trên trán ấy thì mụn nó dày như cơm cháy luôn mọi người ơi. Đến tháng thứ 2 ấy thì cái tình trạng bong tróc ở trên da nó đã giảm hơn rất là nhiều, bởi vì là mình đã quen với cái sản phẩm này rồi. Nhưng mà đến tháng thứ 2 nó đẩy mụn lên, nó sần ở trên da nhìn như vậy, nhưng mà để lên cái ngòi và nó khô vào ấy thì cái khoảng thời gian đấy thực sự nó rất là lâu. Và đến tháng thứ 4 thì về cái hiệu quả căng bóng da, làm cái da của mình trông mịn màng hơn, trông trẻ hơn, nó vẫn có cái hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Trong cái bảng thành phần của sản phẩm này thì có rất nhiều những cái hoạt chất chống oxy hóa có lợi cho làn da. Mình lấy ví dụ như là vitamin C này, vitamin E này, và bên cạnh đó còn có peptide này, ceramide này, chiết xuất từ yến mạch và cam thảo, rất nhiều những hoạt chất dưỡng ẩm ở trên làn da. Đó cũng chính là lý do vì sao khi sử dụng cái sản phẩm này ở trên da, mọi người sẽ thấy rằng cái kết cấu của nó khá là ẩm. Cho nên mình nghĩ rằng cái sản phẩm này sẽ rất là phù hợp đối với những bạn nào có làn da từ thường cho đến khô, đối với những bạn nào có làn da dầu và hỗn hợp thiên dầu thì mình không recommend mọi người sử dụng cái sản phẩm này, và nhất là những bạn
đang có cái nền da, cái tình trạng da các bạn rất nhiều mụn, mình cũng không recommend cho mọi người sử dụng cái sản phẩm này. Cái ưu điểm mạnh nhất của nó đó chính là cái khả năng chống lão hóa cực kỳ mạnh mẽ, và bên cạnh đó sản phẩm này còn có khả năng làm sáng da, cải thiện những cái nốt thâm mụn ở trên da cực kỳ hiệu quả. Còn về nhược điểm ấy thì mình nghĩ rằng cái giá thành của sản phẩm này rất là cao, nhưng mà vì cái sản phẩm này có kết cấu khá là đặc, mỗi lần khi sử dụng ở trên da chỉ sử dụng một cái hạt đậu thôi, cho nên cái chai này mọi người sẽ sử dụng được trong vòng 4 tháng, hơn 4 tháng. Nhưng về cái nhược điểm lớn nhất của sản phẩm này thì mình nghĩ rằng đó chính là cái hiệu quả đẩy mụn, cái hiệu quả cải thiện mụn ở trên da nó khá là chậm. Để chấm điểm cho sản phẩm 1% retinol treatment đến từ nhà Polachoy thì mình sẽ chấm là 7.5/10. Nếu như mọi người hỏi mình là có mua lại cái sản phẩm này hay không ấy, thì trong mùa đông mình nghĩ rằng là mình sẽ mua lại nha mọi người, còn nếu như trong mùa hè thì đây cũng phải là một cái sản phẩm mà mình sẽ lựa chọn. Tiếp theo là mình sẽ review về hai sản phẩm retinol đến từ nhà Obagi. Hiện nay ở trên tay mình có hai tip đã sử dụng hết sạch rồi, một tip 0.5, một tip 1%. Và về giá của hai cái sản phẩm này thì cái sản phẩm retinol 0.5% sẽ có giá là 1.320.000, và bên cạnh đó là cái sản phẩm retinol 1% này thì có giá là 1.450.000, chênh lệch hơn một chút xíu thôi. Về bao bì của cả hai cái sản phẩm này thì tương tự giống hệt như nhau, chỉ khác với cái tem nhãn ở phía đằng trước thôi. Mình cảm thấy cực kỳ thích cái bao bì của nhà Obagi. Thứ nhất là nó rất là nhỏ gọn, thứ hai là cái vòi pump của sản phẩm này nó cũng cực kỳ mượt mà và tiện lợi. Bên cạnh đó cái bao bì của sản phẩm như thế này thì nó cũng bảo quản sản phẩm rất là tốt. Và có một điểm mà mình cực kỳ yêu thích cái bao bì của nhà Obagi, đó chính là ở cái dạng tip như thế này thì mọi người sẽ biết được rằng khi nào nó hết nha mọi người. Về chất của cả hai cái sản phẩm 0.5 và 1% retinol đến từ nhà Obagi, về cơ bản khi cầm cả hai cái sản phẩm này ở trên tay và đã qua cái thời gian sử dụng rất là lâu dài rồi thì mình phải nói thật với mọi người là cái kết cấu của cả hai cái sản phẩm này nó giống hệt nhau. Nó làm một cái chất kem màu vàng nhạt và bên cạnh đó nó không phải quá đặc đâu. Khi xoa ở trên da nó sẽ thấm rất là nhanh và bên cạnh đó không để lại cảm giác bí bách và nặng ở trên da. Về mùi hương ấy thì cả cái sản phẩm Polachoy và Obagi này nó đều có một cái mùi hắc nhẹ nhưng mà không phải là cái mùi quá là khó chịu. Về cảm nhận khi sử dụng đến 6 tip retinol đến từ nhà Obagi thì phải nói thật với mọi người đây là sản phẩm retinol mà có tác dụng ở trên da nhanh nhất, mạnh nhất từ trước đến nay mà mình sử dụng. Về cái tip 0.5% này thì nó đã mang lại cho mình cái kết quả cực kỳ mỹ mãn mà mình đã chia sẻ trong cái video hướng dẫn về cách sử dụng retinol trong 2 tuần đầu tiên. Thì mọi người sẽ thấy rằng cái sản phẩm này nó sẽ có tác dụng đẩy mụn rất là nhanh nha mọi người. Chỉ sau 2 tuần sử dụng mà mỗi tuần chỉ sử dụng từ 2 đến 3 lần. Đối với những bạn nào có nền da không quá nhiều mụn ấy thì mình nghĩ rằng sau khoảng tầm từ 3 đến 4 tháng mọi người sẽ thấy rằng cái nền da của mọi người nó được cải thiện hơn rất là nhiều. Và khi sử dụng cái sản phẩm retinol 0.5% và 1% đến từ nhà Obagi thì mọi người cần phải lưu ý là chúng ta phải dưỡng ẩm thật là kỹ, bởi vì về cơ bản cái kết cấu của sản phẩm này nó không quá ẩm, cho nên khi thoa ở trên da ấy, nó sẽ không có công dụng dưỡng ẩm da quá nhiều. Mình nghĩ rằng nó hiệu quả nhất là đối với những bạn nào có cái tip da dầu mụn ấy, thì khi sử dụng ở trên da mọi người sẽ thấy rằng nó kiềm dầu cực kỳ tốt. Đối với da mình ấy, chỉ sau khoảng tầm 3 đến 4 tháng sử dụng cái tip retinol 0.5% này ấy, là mình đã đạt được một cái kết quả mà mình nghĩ rằng từ trước đến nay chưa bao giờ mình nghĩ rằng cái da của mình nó có thể đẹp được đến mức như vậy. Tất cả những con mụn ở trên da nó không phải đẩy kiểu dạng mụn bọc đâu mọi người nhá, mà nó đẩy theo cái dạng mụn khô. Đó chính là nó sẽ đẩy những con mụn đầu đen lên và nó cứng cứng ấy, nó có cái đầu đen ấy. Và khi mà chúng ta lấy mụn thì cực kỳ dễ dàng, chỉ cần lấy hai cái tăm bông gẩy nhẹ một cái hoặc là ấn nhẹ một cái là con mụn nó đã trồi lên rồi. Sau khi sử dụng hết hai tip 0.5% thì mình đã tăng lên sử dụng hai tip retinol 1%, nhưng mà hiện tại bây giờ thì mình đã quay trở lại sử dụng cái tip retinol 0.5% đến từ nhà Obagi. Lý do vì sao? Tức là sau cái quá trình mình sử dụng đến hai tip retinol 1% đến từ nhà Obagi thì mình thấy rằng cái làn da của mình nó không thể thích ứng được ấy. Có những bạn da các bạn khỏe ấy, thì khi mà sử dụng các bạn sẽ cảm thấy không hề si nhê. Nhưng mà về cơ bản khi mà mình sử dụng cái sản phẩm 1% thì mình thấy rằng hai cái phần da ở cái phần cằm mà gần tai của mình ấy, đấy, từ phần da này cho đến cái phần da ở dưới cằm này nó bong chóc một cách kinh khủng khiếp. Và khi sử dụng những cái sản phẩm kem chống nắng hay là đơn giản chỉ cần lau cái sản phẩm nước tẩy trang micellar water lên trên da ấy, thì cái phần da này nó cũng rất là ráp. Cái sản phẩm 1% này mình không thể sử dụng mỗi ngày được mọi người, mình phải sử dụng cách ngày. Trước đó trong cái video mà mình hướng dẫn sử dụng retinol ở trên da ấy, thì mình có hướng dẫn mọi người rằng mình sử dụng mỗi tối, nhưng sau một tháng khi sử dụng ấy, cái làn da của mình nó bong chóc xong nó lại hết bong chóc, nó bong chóc xong nó lại hết bong chóc, cho nên là bây giờ mình đã quay về sử dụng cái sản phẩm 0.5% này thì wow, một điều khá là bất ngờ đó chính là cái nền da của mình ấy nó vẫn căng bóng như vậy, nó vẫn cải thiện được cái tình trạng lão hóa trên da của mình, nhưng về cái hiện tượng là bong chóc da, rát da thì nó được giảm thiểu hơn rất là nhiều. Thỉnh thoảng nó chỉ bong chóc một chút ở phía đầu mũi hoặc là hai bên khu vực xung quanh miệng của mình khi mà dưỡng ẩm dày lên một chút, và khi mà mọi người rửa mặt mọi người sẽ thấy rằng những cái vẩy da chết đấy nó sẽ bong ra rất là nhanh. Cho nên
cái sản phẩm retinol 0,5% này là một trong những cái sản phẩm retinol mà mình nghĩ rằng mình sẽ gắn bó rất là lâu dài. Nhưng đối với những bạn nào có nền da khỏe và cái tình trạng dầu mụn ở trên da của các bạn rất là nhiều ấy, thì mình nghĩ rằng mọi người nên sử dụng cái sản phẩm 1% này, nó sẽ mang lại cái hiệu quả rõ rệt hơn nhé. Mình nghĩ rằng cái sản phẩm retinol đến từ nhà Obagi rất phù hợp với mục đích là để điều trị mụn và cải thiện những vết thâm mụn ở trên da. Những cái vết thâm cũ ấy, thì sau khoảng tầm từ 1 tuần đến 10 ngày là nó sẽ bay biến đi, còn đối với những cái vết thâm mới chỉ sau khoảng tầm từ 5 đến 6 ngày chắc chắn mọi người sẽ thấy rằng những cái nốt thâm đấy nó sẽ không còn lại trên mặt mình nữa. Về nhược điểm ấy, thì mình nghĩ rằng cái bảng thành phần của sản phẩm này khá là ít chất chống oxy hóa và không có quá nhiều cái hiệu quả dưỡng ẩm ở trên da, cho nên nếu như muốn sử dụng cái sản phẩm này mọi người nên mix hoặc là layer đối với những sản phẩm kem dưỡng ẩm phục hồi da. Đừng quên sử dụng những cái sản phẩm chống nắng thật là kỹ, và bên cạnh đó mình không khuyến khích mọi người dùng trần cái sản phẩm retinol của nhà Obagi này ở trên da, bởi vì khi dùng trần ấy thì mọi người sẽ thấy rằng cái tình trạng bong tróc da và kích ứng da mẩn ngứa ở trên da thực sự nó biểu hiện rất là mạnh mẽ. Để chấm điểm cho sản phẩm retinol đến từ nhà Obagi thì mình sẽ chấm là 9,5/10. Nói chung đối với mức giá là dưới 1,5 triệu thì mình nghĩ rằng retinol đến từ nhà Obagi là vô địch trong cái tầm tiền đấy luôn. Tiếp theo sẽ là một sản phẩm retinol đến từ một brand bình dân, chính là sản phẩm The Ordinary Retinol 1% in Squalane. Sản phẩm này thì chỉ có mức giá là khoảng tầm 260,000-300,000 cho một cái chai có dung tích là 30ml. The Ordinary thì có rất nhiều những sản phẩm tốt với mức giá cực kỳ hợp lý mà mình đã review rất là nhiều rồi, nhưng riêng cái sản phẩm retinol đến từ nhà The Ordinary ấy, là một sản phẩm mà mình cảm thấy không ưng ý cho lắm. Về bao bì của sản phẩm này thì cũng giống như những cái sản phẩm showroom còn lại của nhà The Ordinary, chỉ khác một điều đó chính là cái bao bì này ấy, thì nó có màu tối để tránh cho cái việc là cái sản phẩm retinol này nó bị oxy hóa, bởi vì retinol thì khá là nhạy với ánh sáng và không khí. Mặc dù đã bảo quản trong một cái chai tối màu như thế này, nhưng mà vì cái vòi pump của sản phẩm này ấy, nó hở toang hoác như thế này nha mọi người. Thực sự là mình không hề thích cái bao bì này, nhưng mà với mức giá chỉ khoảng tầm từ 260,000-300,000 ấy, thì mình cũng không biết là có thể đòi hỏi được gì hơn không. Về chất của sản phẩm này ấy, thì là một cái chất dầu lỏng và có màu vàng nha mọi người. Khi xoa ở trên da mọi người sẽ thấy rằng cái sản phẩm này thực tế nó không thể nào nó thấm vào da được. Nếu như mọi người sử dụng tối hôm qua như thế nào thì sáng ngày mai mọi người sẽ thấy rằng có nguyên một cái chảo dầu ở trên mặt của mình, đó là cái lớp dầu thừa, nó không thể nào nó thấm vào da được luôn mọi người nhé. Bởi vì mình đã quá quen sử dụng những cái sản phẩm retinol rồi, cho nên khi mà lựa chọn sử dụng retinol đến từ nhà The Ordinary ấy, thì mình đã chọn hẳn cái nồng độ là 1%. Ngoài cái nồng độ này thì sản phẩm này nó còn có những cái nồng độ như là 0,2% hay là 0,5% cho những bạn mới bắt đầu hoặc là có làn da nhạy cảm. Cách sử dụng cái sản phẩm này ấy, thì mọi người không nên mix cùng với kem dưỡng ẩm, mà mọi người nên sử dụng ở dạng layer, tức là mọi người sử dụng những cái loại toner này, serum dưỡng ẩm, sau đó sẽ đến cái sản phẩm retinol đến từ nhà The Ordinary, và cuối cùng sẽ là bước kem dưỡng ẩm nha mọi người. Khi sử dụng cái sản phẩm The Ordinary Retinol 1% in Squalane này thì phải nói thật với mọi người, nó không có quá nhiều công dụng ở trên da của mình. Vì cái kết cấu dầu của sản phẩm này khi xoa trên da nó không thấm được vào da, cho nên ấy, buổi sáng khi ngủ dậy mọi người sẽ thấy rằng cái làn da của mọi người sau khi rửa mặt xong sẽ có căng hơn, nó mịn hơn một chút xíu. Nhưng mà về cái hiệu quả chống lão hóa ở trên da ấy, thì mình không hề thấy nó có hiệu quả rõ ràng. Và nhất là đối với những cái hiện tượng như là mụn ẩn ở dưới da hay là những con mụn ở trên da, nó cũng không cải thiện quá nhiều, nó không làm khô cồi mụn, rồi nó cũng không làm căng bóng da, nó cũng không hỗ trợ giúp đẩy mụn ở trên da. Sau khoảng tầm 3 tuần khi sử dụng cái sản phẩm này thì mình thấy rằng cái vùng da ở xung quanh mũi và hai bên miệng của mình nó hơi khô một chút xíu. Cho nên về cơ bản mình thấy rằng đây là một cái sản phẩm retinol nó không quá mạnh và không tác động nhanh ở trên làn da. Đối với những bạn nào đang có cái tình trạng mụn ở trên da và da dầu mụn thì mình nghĩ rằng mọi người không nên trông mong quá nhiều ở sản phẩm này, bởi vì thực sự cái công dụng của sản phẩm này ngoài cái việc là nó giúp cấp ẩm ở trên da, nó làm cái da của mọi người trông mịn hơn, căng hơn một chút xíu xíu thôi nhá, thì về cái hiệu quả đẩy mụn, trị mụn cũng như chống lão hóa, làm căng bóng da nó không có hiệu quả quá nhiều. Để chấm điểm cho cái sản phẩm retinol 1% in Squalane đến từ nhà The Ordinary thì mình sẽ chấm là 5/10 nha mọi người. Chốt lại thì mình nghĩ rằng đây vẫn là một cái sản phẩm retinol có mức giá cực kỳ hợp lý dành cho những bạn nào không có quá nhiều kinh tế, và bên cạnh đó các bạn muốn làm quen đối với những sản phẩm retinol ấy, thì đây cũng là một cái sản phẩm đệm sử dụng trước cho mọi người quen dần, sau đấy thì mọi người sẽ sử dụng những cái sản phẩm mạnh hơn. Cuối cùng sẽ là một cái sản phẩm mà gần đây mọi người cũng đã yêu cầu mình review rất là nhiều, đó chính là sản phẩm retinol đến từ nhà Happy Skin có tên gọi là Emmy by Happy Skin Nano Retinol Boosting Serum. Và cái sản phẩm mà mình đang có ở trên tay ấy là chai 0,5%,
5%. Bên cạnh đó mình còn có sản phẩm 1% nữa nha mọi người. Sản phẩm này hiện nay đang có mức giá là 599.000 với dung tích là 20ml. Sản phẩm này theo như Happy Skin có chia sẻ là một cái sản phẩm được ứng dụng công nghệ đã được cấp bằng sáng chế, có viết tắt là DDD. Đây là một cái công nghệ giúp cho cái sản phẩm này có hệ thống truyền dẫn trực tiếp đến với lớp bì. Với cấu trúc siêu phân tử nhỏ hơn 40 nanomet thì nó sẽ giúp thấm sâu ở trên làn da và tăng cái hiệu quả hoạt động ở trên da lên gấp 10 lần. Khi mà nghe những cái lời chia sẻ như vậy thì bản thân mình cực kỳ háo hức luôn mọi người ơi. Về bảng thành phần của sản phẩm này thì sẽ có những cái thành phần chính như sau. Đầu tiên đó chính là 0,5% nanoretinol, dạng bọc siêu phân tử nha mọi người. Bên cạnh đó còn có chiết xuất từ nọc ong này, thành phần kháng viêm hiệu quả, còn có AHA từ tự nhiên giúp kiểm soát lớp sừng và hạn chế bít tắc lỗ chân lông. Mình cũng đã có mua thêm cho chị mình một cái chai 0,5% retinol đến từ nhà Happy Skin để thử sử dụng, và mình cũng đã theo dõi cái phản ứng của chị mình khi sử dụng cái sản phẩm này như thế nào, và mình thấy rằng cái phản ứng ở trên da của chị mình cho đến cái phản ứng ở trên da của mình ấy nó tương đồng như nhau. Về bao bì của sản phẩm này thì được làm bằng một cái chất liệu cực kỳ dày dặn và chắc tay, nhưng mà mình không đánh giá cao về cái thiết kế tổng thể của sản phẩm này, bởi vì cái nhãn của sản phẩm này nó không được in lên trực tiếp ở trên cái vỏ chai mà nó được dán lên ấy, cho nên là trong cái quá trình sử dụng ấy nó bị bám bụi và trông nó hơi mất thẩm mỹ mọi người. Bên cạnh đó, về cái đầu vòi pump ở phía bên trong mọi người có thể thấy rằng nó được làm bằng một cái chất liệu thủy tinh khá là mỏng nha mọi người, và khi mình làm rơi cái chai này ở cái độ cao không quá cao, nó chỉ khoảng tầm là 50 phân thôi nha mọi người, thì cái vòi pump ở bên trong nó đã bị vỡ. Đây mọi người có thể thấy này. Về kết cấu của sản phẩm này, nó lỏng như nước luôn, nó không đặc cũng không có cái chất dưỡng ẩm ở trên da. Khi thoa ở trên da mọi người sẽ thấy rằng nó giống như nước, nó mát, nó thấm rất là nhanh ở trên da. Nhưng mà cũng chính là bởi vì kết cấu của sản phẩm như vậy, cộng với cả nếu như theo Happy Skin có chia sẻ, cái sản phẩm này được ứng dụng công nghệ nano retinol dưới dạng bọc siêu phân tử, cho nên trong lần đầu tiên khi sử dụng cái sản phẩm này mình đã có một vài những cái hiện tượng điển hình, đó chính là khi bôi lên trên da thì mình thấy rằng nó hơi châm chích nhẹ, mặc dù mình dùng với nồng độ là 0,5% nha mọi người. Sau khi thoa lên trên da cái sản phẩm này nó đã khô ấy, thì mình thấy rằng cái làn da của mình nó hơi căng tức, cái kiểu nó căng do khô ấy mọi người. Và đến tuần thứ hai thì cái cảm giác châm chích nó còn nhiều hơn nữa nha mọi người, cho nên là cái da của mình nó luôn ở trong cái tình trạng là hơi khô căng, nhưng mà về cơ bản nó không gây bong chóc quá nhiều ở trên da. Đến tuần thứ ba khi sử dụng cái sản phẩm này thì mình thấy rằng đi ra ngoài nắng thì thấy nó hơi hồng lên, kiểu dạng như nó nhạy cảm ấy, bởi vì cái da của mình mặc dù đã dưỡng ẩm rất là kỹ rồi nhưng mà nó vẫn cái kiểu hơi khô căng lên ấy mọi người, và cái cảm giác châm chích thì nó vẫn còn. Kể cả hiện tại bây giờ khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này, mình vẫn thấy rằng khi mà mới xoa lên trên da nó sẽ có cái cảm giác nó hơi châm chích ở trên da. Và đến tuần thứ tư nhá thì nó bắt đầu đẩy mụn. Mình thì đẩy mụn ít hơn một chút xíu bởi vì là cái da của mình ấy nó không có quá nhiều mụn, nhưng mà chị gái của mình thì đẩy mụn rất là nhiều. Hai bên này nha mọi người, vào cái phần trán ấy thì thực sự là đẩy lên rất là nhiều, và mình đã phải lấy mụn cho chị mình, bởi vì về cơ bản cái sản phẩm này, về cái hiệu quả đẩy mụn của nó ấy, thì rất là nhiều, nhưng mà cái mụn nó cũng không đẩy lên quá nhanh, nó tương tự như cái sản phẩm Polachoy ấy mọi người. Và mình tiếp tục sử dụng đến tháng thứ 2 thì mình thấy rằng cái da của mình nó vẫn tiếp tục khô, nó căng lên như vậy, cái quá trình sử dụng nó vẫn châm chích, hiệu quả đẩy mụn ấy thì nó khá là lâu, nó duy trì trong một khoảng thời gian khá là dài nha mọi người. Sau khi sử dụng gần hết một cái chai 0,5 này ấy, thì mình thấy rằng cái nền da của chị gái mình không cải thiện lên quá nhiều. Khi mà mình lấy mụn xong ấy thì mình thấy rằng cái nền da của chị gái mình ấy, cái thâm nó rất là lâu hết, mặc dù đã sử dụng cái sản phẩm này rồi nhưng mà về cái hiệu quả trị thâm ở trên da mình không đánh giá quá cao. Đánh giá tổng quan về sản phẩm này thì mình nghĩ rằng đầu tiên đó chính là giá thành của sản phẩm này khá là hợp lý. Bên cạnh đó kết cấu của sản phẩm này thấm rất là nhanh ở trên da, không hề để lại một cảm giác nhờn rít hay bí bách gì ở trên da cả, cho nên mình nghĩ rằng cái sản phẩm này thực sự nó sẽ rất rất là phù hợp đối với những bạn nào có làn da từ thường cho đến làn da dầu nha mọi người. Nhưng đối với những bạn nào mà da khô như mình ấy, khi sử dụng cái sản phẩm này sẽ cảm thấy cái cảm giác nó châm chích và hơi căng tức ở trên da. Và cái sản phẩm này nó sẽ có một cái ưu điểm nữa, đó chính là nó thực sự không gây bong chóc da của mình quá nhiều. Còn về hiệu quả đẩy mụn ấy thì thực sự cái sản phẩm này có hiệu quả đẩy mụn khá là chậm. Cái hiệu quả trị thâm mụn ấy thì mình cũng đánh giá không quá cao. Bên cạnh đó về cái công dụng chống lão hóa, làm căng bóng da, làm trẻ hóa làn da thì mình thấy rằng khi sử dụng cái retinol đến từ nhà Happy Skin ấy, mình cũng không thấy rằng nó làm cho cái da của mình trông thay đổi cực kỳ rõ ràng như là cái sản phẩm đến từ nhà Polachoy hoặc là Obagi nha mọi người. Nhưng mà mình đánh giá là cái sản phẩm này nó có cái ưu điểm, đó là nó giúp kiềm dầu ở trên da, nó luôn làm cái da của mình trong cái tình trạng hơi khô và hơi căng ấy mọi người. Để chấm điểm cho cái sản phẩm retinol đến từ nhà Happy Skin này ấy, thì mình sẽ chấm là 6/10 nha mọi người. Và nếu như mọi người hỏi mình là có mua lại không ấy thì mình nghĩ rằng mình sẽ không mua lại cái sản phẩm này, nó không thích hợp lắm đối với làn da của mình, là một làn da khô ấy. Ok, vậy là mình đã review xong về 4 sản phẩm retinol mà hiện nay đang rất thông dụng ở trên thị trường, được rất nhiều bạn quan tâm.
Mình hy vọng rằng là sau video ngày hôm nay mọi người sẽ chọn được ra loại retinol phù hợp đối với làn da của mình nha. Và tất cả những cái đánh giá của mình trong video ngày hôm nay chỉ là những đánh giá dựa trên cái cảm nhận cá nhân của mình khi thực sự trải nghiệm sản phẩm. Nếu như mọi người có những cảm nhận khác mình ấy, thì mọi người hãy bình luận ở ngay bên dưới để mình tham khảo thêm nhé. Mình sẽ trân trọng tất cả những ý kiến đóng góp của mọi người. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này, đừng quên để lại cho mình lượt like, subscribe, đừng quên nhấn nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Bên cạnh đó đừng quên follow fanpage Võ Hà Linh của mình để cập nhật những kết quả giveaway và những chương trình sale lớn nhất của các sàn thương mại điện tử. Bên cạnh đó hãy tham gia vào group review chân thật và beauty tip của mình để có thêm nhiều kinh nghiệm làm đẹp nha. Chắc chắn là mình sẽ trở lại trong rất nhiều những video tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.